tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin ngày 2 tháng 5, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây cuộc biểu tình Rolling Thunder kết thúc ở Ottawa. Đảng Tự do Ontario hứa sẽ giảm giá vé phương tiện công cộng xuống 1 đô la cho đến năm 2024. Ontario báo cáo không có ca tử vong COVID-19 mới lần đầu tiên trong một tháng. Toronto Pearson Airport và Vancouver International Airport hiện rất đông và có thể chậm trễ một số đường cao tốc ở Calgary và một số cộng đồng được lắp đặt radar ảnh giao thông vào tháng 5. Mọi người đang phản đối, Pressley sau khi biết rằng họ đang trả 3,75 đô la mỗi giờ. Và trong phần tin thế giới, Đức quay trở lại ủng hộ lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga. Vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi của Moderna sẽ sẵn sàng để Hoa Kỳ xem xét vào tháng 6. Các cuộc biểu tình ngày tháng 5 được tổ chức trên khắp châu Âu để tôn vinh người lao động và kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Du khách hào hứng khi Ý và Hy Lạp nới lỏng một số hạn chế Covid-19. Vương quốc Anh sắp có sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho taxi bay và máy bay không người lái. Những thông tin trước thêm diễn ra Met Gala dạ tiệc thời trang lớn nhất trong năm. Và sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Cuộc biểu tình Rolling Thunder kết thúc ở Ottawa. Cảnh sát Ottawa đã tuần tra các con phố ngày càng vắng vẻ ở trung tâm thành phố vào chủ nhật khi cuộc biểu tình Rolling Thunder thực hiện đúng kế hoạch và rời khỏi thủ đô của Canada. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sau khi thấy những hình vẽ bằng sơn có nội dung nhắm vào những người biểu tình. Khoảng một chục người đã tập trung xung quanh bên ngoài quốc hội sau buổi lễ vào sáng Chủ nhật tại nhà thờ Capital City Bikers gần đó. Đây cũng là sự kiện cuối cùng được lên lịch trong cuộc biểu tình kéo dài vào cuối tuần. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người theo đạo và cảnh sát mở một cuộc điều tra về hành vi phá hoại được cho là diễn ra trước cuộc tụ tập. Những người đi xe mô tô những người ủng hộ cuộc biểu tình Rolling Thunder và những người theo đạo khác đã đến nhà thờ và phát hiện ra bức tường bên ngoài bằng gạch của nó đã bị phá hủy với các thông điệp bằng sơn xịt bao gồm các cụm từ "phát xít" và không có thiên đường cho chủ nghĩa phát xít. Cơ quan cảnh sát Ottawa xác nhận họ đang điều tra một vụ việc phá hoại vì mục đích thù hận tại một cơ sở tôn giáo trên phố Carillon, cũng chính là nơi có nhà thờ nhưng vụ việc không thể dập tắt được tinh thần của đám đông nhiệt tình ôn hòa. Một ban nhạc đã biểu diễn những ca khúc nhạc rock đầy cảm xúc của cơ đốc giáo, trong khi hàng trăm người thờ phượng, một số người mặc áo khoác da của người lái mô tô đeo cờ Canada trên vai, vẫy tay theo nhạc. Các gia đình, trẻ em và thậm chí cả những chú chó đã ngồi kín tòa nhà tối. Khi đèn pha màu tím và hình ảnh kính màu của Chúa Giêsu được ánh sáng mặt trời hắt vào và thắp sáng sân khấu bên trong. Buổi sáng Chủ nhật, đánh dấu sự kiện cuối cùng trong cuộc biểu tình Rolling Thunder kéo dài trong cuối tuần, được tổ chức một phần bởi một nhóm có tên Freedom Fighters Canada. Đảng Tự do Ontario hứa sẽ giảm giá vé phương tiện công cộng xuống 1 đô la cho đến năm 2024. Đảng Tự do Ontario cho biết họ sẽ cắt giảm giá vé phương tiện công cộng xuống 1 đô la cho mỗi chuyến đi ở tỉnh cho đến năm 2024 nếu họ được bầu vào tháng 6. Các quan chức cho biết, kế hoạch sẽ áp dụng cho tất cả các tuyến thành phố cũng như Go Transit và Ontario Northland. Chi phí cho một chuyến đi sẽ giảm xuống còn 1 đô la, trong khi vé hàng tháng sẽ vào khoảng 40 đô la. Phương tiện công cộng cũng sẽ miễn phí cho các cựu chiến binh. Ở Toronto, người lớn phải trả 3,25 đô la cho mỗi lần đi trên TTC trong khi vé hàng tháng là 156 đô la. Đảng cho biết, giá vé 1 đô la sẽ được áp dụng cho đến tháng 1 năm 2024. Đảng này cho biết, kế hoạch sẽ tiêu tốn khoảng 710 triệu đô la trong năm 2022, 2023 và khoảng 1,1 tỷ đô la trong năm 2023, 2024. Theo đảng, tỉnh sẽ trích ra số tiền để thay thế nguồn thu bị mất, đảm bảo rằng các thành phố tự quản sẽ không bị ảnh hưởng. Lãnh đạo đảng Stephen Del Duca cũng cam kết đầu tư thêm 375 triệu đô vào quỹ vận hành vận chuyển hàng năm để hỗ trợ thêm các tuyến xe buýt, kéo dài giờ phục vụ và tạo ra nhiều kết nối liên tỉnh hơn. Không rõ chính phủ sẽ trả tiền như thế nào cho lời hứa này. Ông Del Duca cho biết đảng của ông sẽ phát hành nền tảng với chi phí đầy đủ trong vài ngày tới cũng không rõ liệu giá vé giao thông công cộng có tăng sau năm 2024 hay không. Đảng cũng cho biết kế hoạch này sẽ giảm bớt trung bình 400.000 xe hơi khỏi đường mỗi ngày. Một con số mà ông Del Duca cho biết sẽ được giải thích khi nền tảng của ông được vết hành. Ontario báo cáo không có ca tử vong COVID-19 mới lần đầu tiên trong một tháng. Các quan chức y tế Ontario báo cáo các quan chức y tế Ontario báo cáo không có ca tử vong mới do Covid-19 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4. Con số tử vong do coronavirus mới ở Ontario giữ nguyên vào thứ hai, tổng cộng 12.842 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế, có 1.423 người nhập viện với Covid-19, trong đó có 211 người được chăm sóc đặc biệt. Số ca nhập viện liên quan đến Covid-19 đã tăng nhẹ so với một ngày trước đó. Mặc dù dữ liệu được công bố hôm thứ hai có thể thấp hơn thực tế vì không phải tất cả các bệnh viện đều cung cấp dữ liệu cho Bộ vào cuối tuần. Toronto Pearson Airport và Vancouver International Airport hiện tại rất đông và có thể chậm trễ. Du khách đã quay trở lại sân bay quốc tế Toronto Pearson hàng loạt. Khi mùa du lịch mùa xuân và các hạn chế biên giới đã được nới lỏng gần đây, đã thúc đẩy người dân đi lại nhiều hơn, đồng nghĩa với việc xảy ra chậm trễ nhiều hơn tại sân bay bận rộn nhất của Canada. Kể từ cuối tuần, những lời phàn nàn đã tràn ngập trên mạng xã hội khi hành khách xếp hàng dài trong hàng an ninh tại Pearson, khiến những người phụ trách phải thông báo vào sáng thứ hai. Dù là bay trong nước hay quốc tế, nếu bạn khởi hành từ Pearson vào thứ hai, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đối với bạn. Pearson không đưa ra lịch trình để giải quyết vấn đề này, vì vậy nếu bạn phải bay ra khỏi sân bay trong tuần này, có lẽ bạn nên đến sớm hơn dự định. Trong khi đó, ở Vancouver International Airport, những lời phàn nàn về chậm trễ và hàng dài cũng đã được đưa ra từ cuối tuần trước, nhưng theo trang web của sân bay này vấn đề đó hiện vẫn tồn tại ở sân bay, sân bay Vancouver. YVR hiện đang có số lượng du khách cao hơn thường lệ và hành khách được khuyến cáo nên tới sân bay sớm hơn bình thường rất nhiều. Một số đường cao tốc ở Calgary và một số cộng đồng được lắp đặt radar ảnh giao thông vào tháng 5. Sở cảnh sát Calgary đã thông báo các radar ảnh sẽ được thiết lập trên các con đường mòn Rochai, Glenmore, Deerfoot, Marlow, Sacri và Stony. Ngoài những điểm này, sẽ có 58 điểm đặt camera an toàn tại các nút giao thông ISC trên toàn thành phố. Các máy ảnh này có thể chụp ảnh các phương tiện đi vào giao lộ trong tất cả các giai đoạn của tín hiệu giao thông, bao gồm cả các trường hợp vi phạm đèn đỏ. Cảnh sát cho biết các camera giúp giảm thiểu va chạm và cho phép tạo ra một môi trường lái xe an toàn hơn tại các giao lộ. Sáng kiến, Speed on Ring chỉ đi khi đèn xanh sử dụng tới 55 vị trí trong số các vị trí đặt camera này để ghi lại các phương tiện tăng tốc độ giữa đèn xanh và đèn vàng. Thông thường, tốc độ vượt quá 50 km h so với tốc độ giới hạn dẫn đến việc người lái xe có nhiều khả năng phải trình diện tòa án giao thông, theo thành phố Calgary. Tất cả 58 địa điểm lắp camera có thể được tìm thấy trên website của City of Calgary. Mọi người đang phản đối Freszy sau khi biết rằng họ đang trả 3,75 đô mỗi giờ. Freszy có một nhân viên mới tên là Percy. Điều đặc biệt là nhân viên này xuất hiện trên màn hình và chỉ kiếm được 3,75 đô la một giờ từ Nicaragua. Chuỗi cửa hàng ăn uống nổi tiếng này có một thiết bị gọi video gắn với máy tính tiền ở một số địa điểm trên khắp Toronto, bật lên khi khách hàng đến gần quầy để đặt hàng. Ở phía bên kia của màn hình là một người như Percy, một người sống ở Trung Mỹ, người chỉ kiếm được một phần nhỏ so với mức lương tối thiểu trung bình của nhân viên Ontario. Percy đã áp dụng công nghệ ảo mới này với hy vọng hỗ trợ các đối tác của mình quản lý chi phí và bảo vệ lợi nhuận. Và Percy đã nói về các chương trình tối ưu hóa lao động đang được phát triển trong một số hồ sơ công ty gần đây. Một bài báo gần đây nói rằng hệ thống thu ngân ảo của Flexi đã hoạt động ít nhất từ tháng 11. Tiết lộ đã gây ra làn sóng chấn động trên mạng xã hội và làm dấy lên lo ngại về tương lai của việc này. Nhiều người hiện đang yêu cầu công ty trả cho người lao động mức lương đủ sống và yêu cầu chính phủ Ontario phải hành động những người khác bày tỏ sự bất bình với việc sử dụng nhân viên thu ngân ảo và thề sẽ tẩy chay Fresi cho đến khi chương trình tối ưu hóa lao động mới của hãng này bị chấm dứt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Đức quay trở lại ủng hộ lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ Nga. Vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi của Moderna sẵn sàng để Hoa Kỳ xem xét vào tháng 6. Các cuộc biểu tình ngày tháng 5 được tổ chức trên khắp châu Âu để tôn vinh người lao động và kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Du khách hào hứng khi Ý, Hy Lạp nới lỏng một số hạn chế COVID-19. Vương quốc Anh sắp có sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho taxi bay và máy bay không người lái. Những thông tin trước thêm diễn ra Met Gala, giả tiệc thời trang lớn nhất trong năm. Đức quay trở lại ủng hộ lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ Nga. Hôm thứ Hai, Đức cho biết họ đã sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm vận ngay lập tức của Liên minh châu Âu, EU đối với dầu mỏ của Nga, một sự thay đổi đáng chú ý từ khách hàng năng lượng lớn nhất của Moscow và điều này sẽ có thể khiến châu Âu áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga trong vài ngày. Xuất khẩu năng lượng của Nga cho đến nay là nguồn thu nhập lớn nhất của nước này, phần lớn đã được miễn các lệnh trừng phạt quốc tế về cuộc chiến ở Ukraine. Thủ đô Kiev nói rằng, kẻ họ đó có nghĩa là các nước châu Âu đang tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin khi gửi cho Moscow hàng trăm triệu euro mỗi ngày. Tuần trước, Moscow đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria các bộ trưởng EU đã nhóm họp vào thứ hai để thảo luận về một phản ứng chung. Ở một diễn biến khác, những thường dân đầu tiên được di tản khỏi một nhà máy thép khổng lồ ở Mariupol dự kiến sẽ đến vào cuối ngày thứ hai tại thành phố Zaporizhia do Ukraine quản lý sau một chuyến xe buýt xuyên đêm qua chuyến tuyến. Nỗ lực tổ chức di tản dân thường khỏi các khu vực khác của thành phố hiện do người Nga nắm giữ đã bị đình trệ Ukraine cho biết 100.000 người vẫn đang sống giữa đống đổ nát trong điều kiện tuyệt vọng sau nhiều tháng bị Nga bao vây. Quân đội Ukraine hôm thứ Hai cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm thị trấn Rubin, tỉnh Luhansk và chuẩn bị một cuộc tấn công vào thành phố Siverdonetsk gần đó. Các cuộc đụng độ nặng nề nhất đang diễn ra xung quanh thành phố Popasna, xa hơn về phía nam. Thống đốc khu vực cho biết các cuộc pháo kích diễn ra dữ dội đến mức họ không thể thu thập được các thi thể. Tại Nga, hai vụ nổ đã xảy ra hôm thứ hai ở Belgorod, một khu vực phía nam giáp Ukraine. Nguyên nhân của các vụ nổ không được làm rõ, nhưng điện Kremlin cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới, không có thương vong nào được ghi nhận. Phía Ukraine thường không phản ứng trước những cáo buộc đứng sau các vụ tấn công ở Nga, nhưng họ đã mô tả những vụ việc xảy ra ở đó là quả báo. Vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi của Moderna sẽ sẵn sàng để Hoa Kỳ xem xét vào tháng 6. Giám đốc y tế của Moderna cho biết, vắc xin COVID-19 của công ty dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ sẵn sàng để xem xét bởi hội đồng cố vấn của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Hoa Kỳ. Khi hội đồng này nhóm họp vào tháng 6, vắc của Moderna có thể là loại vaccine đầu tiên có được sự phê duyệt của Hoa Kỳ cho trẻ em dưới 5 tuổi. Công ty dược phẩm Pfizer cũng dự kiến sẽ có dữ liệu vaccine cho trẻ dưới 6 tuổi trước đợt đánh giá vào tháng 6. Vaccine phòng COVID-19 của Moderna đã được FDA cấp phép sử dụng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được phê duyệt cho trẻ em từ 6 tuổi đến 17 tuổi ở Hoa Kỳ, mặc dù tại Úc, Canada và Liên minh châu Âu vaccine của Moderna đã được cấp phép sử dụng. Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã yêu cầu công ty cung cấp thêm dữ liệu an toàn. Theo tiến sĩ Paul Burton, giám đốc y tế của Moderna cho biết, công ty đang thử nghiệm một mũi tiêm tăng cường khác mà ông tin rằng sẽ vượt trội hơn so với kết quả mà công ty đã công bố vào ngày 19 tháng 4. Các mũi tiêm tăng cường mới này sẽ nhắm mục tiêu vào biến thể beta, cộng với coronavirus phiên bản gốc một lượng lớn vaccine tăng cường mới dự kiến sẽ có sẵn vào mùa thu này để bảo vệ chống lại Omicron và các biến thể COVID-19 khác. Các cuộc biểu tình ngày tháng 5 được tổ chức trên khắp châu Âu để tôn vinh người lao động và kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Hôm Chủ nhật, công dân và công đoàn ở các thành phố trên khắp châu Âu đã xuống đường cho các cuộc tuần hành vào ngày tháng 5 và đưa ra các thông điệp để phản đối tới chính phủ của họ, đặc biệt là ở Pháp. Nơi mà ngày lễ tôn vinh công nhân đang được sử dụng như một cuộc tập hợp phản đối tổng thống mới tái đắc cử Emmanuel Macron. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến Istanbul và bao vây những người biểu tình gần quảng trường Taksim bị cấm. Họ đã bắt giữ 164 người vì biểu tình mà không có giấy phép và chống lại cảnh sát tại quảng trường. Tại một địa điểm ở phía châu Á của Istanbul, một cuộc tụ họp vào ngày tháng 5 đã thu hút hàng nghìn người họ tụ họp ca hát hô vang và vẫy các biểu ngữ mà họ mang theo. Tại Ý, sau hai năm đại dịch tạm lắng, một buổi hòa nhạc lớn ngoài trời đã được tổ chức tại Rome và các cuộc biểu tình và phản đối ở các thành phố trên khắp đất nước. Bên cạnh công việc, hòa bình là một chủ đề cơ bản với những lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Nga ở Ukraine. Các cuộc biểu tình khác cũng đã được lên kế hoạch ở khắp nơi ở châu Âu, bao gồm cả ở Slovakia và Cộng hòa Séc nơi sinh viên và những người khác lên kế hoạch biểu tình ủng hộ Ukraine. Tại Pháp, các cuộc biểu tình vào ngày tháng 5, một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống, nhằm cho ông Macron thấy phe đối lập mà ông có thể phải đối mặt trong nhiệm kỳ 5 năm, năm thứ hai của mình, cũng như để chống lại phe trung hữu của ông trước cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 6. Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Pháp, chủ yếu tập trung ở Paris. Hầu hết những người biểu tình trong số họ đều gây sức ép cho Tổng thống Macron về các chính sách đặt người dân lên hàng đầu và nên án kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 65 tuổi của ông. Du khách hào hứng khi Ý và Hy Lạp nới lỏng một số hạn chế Covid-19. Cũng trong hôm chủ nhật tại châu Âu, Ý và Hy Lạp đã nới lỏng một số hạn chế Covid-19 trước mùa du lịch hè cao điểm của châu Âu, một dấu hiệu cho thấy cuộc sống ngày càng trở lại bình thường. Cơ quan hàng không dân dụng của Hy Lạp thông báo rằng. Họ đang dỡ bỏ tất cả các quy tắc Covid-19 đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa, ngoại trừ việc đeo khẩu trang trong chuyến bay và tại sân bay. Trước đây, những người đi máy bay được yêu cầu xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, xét nghiệm âm tính hoặc gần đây đã khỏi bệnh. Kể từ chủ nhật, du khách ý đến không còn phải điền vào biểu mẫu định vị hành khách của EU, ý cũng đã loại bỏ giấy thông hành sức khỏe được yêu cầu để vào nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và các địa điểm khác. Tuy nhiên, giấy thông hành sức khỏe vẫn được yêu cầu để vào bệnh viện và viện dưỡng lão. Một số quy định đeo khẩu trang trong nhà cũng đã kết thúc, bao gồm cả bên trong siêu thị, nơi làm việc và cửa hàng trên khắp nước. Khẩu trang vẫn được yêu cầu trên các phương tiện giao thông công cộng, trong rạp chiếu phim, trong tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe và viện dưỡng lão. Trong khi đó, ở Hy Lạp nơi du lịch chiếm khoảng 20% tổng sản lượng quốc gia GNP, việc thực thi các quy tắc đã không còn hiệu lực trước Chủ nhật trên hòn đảo du lịch Mykonos. Những người vui chơi đã tràn ngập các bãi biển, quán bar và nhà hàng vào cuối tuần trước cho kỳ nghỉ lễ phục sinh của chính thống giáo. Giấy chứng nhận tiêm chủng ở Hy Lạp đã bị bãi bỏ, nhưng chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8. Các nhà chức trách trong tháng 8 sẽ xác định xem có áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng trở lại hay không. Tổ trang vẫn được yêu cầu trong nhà và trên các phương tiện ở Hy Lạp và các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng ngoài trời trong những trường hợp đông đúc, chẳng hạn như tại các buổi hòa nhạc. Vương quốc Anh sắp có sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho taxi bay và máy bay không người lái. Trông giống như một chiếc lều của tương lai nhìn từ bên ngoài. Một tòa nhà mới ở Vương quốc Anh được cho là công trình đầu tiên thuộc loại này trên trái đất, sân bay dành riêng cho taxi bay. Khi nghe từ taxi bay, bạn có thể sẽ hình dung ra một chiếc sedan màu vàng với bánh xe được thay thế bằng cánh quạt hoặc động cơ phản lực. Nhưng những chiếc taxi bay có khả năng tung ra thị trường trong vài năm tới đều là máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện eVTOL. Chúng tương tự như máy bay trực thăng hơn là máy bay nhưng thân thiện với môi trường hơn air one do công ty khởi nghiệp urban airport kết hợp với hội đồng thành phố coventry sản xuất là một cảng hàng không vertiport với đầy đủ chức năng là một loại giao thoa giữa quầy taxi và một sân bay nhỏ một sân bay vertiport có một nền tảng đang phát triển để khởi động taxi bay và máy bay không người lái thương mại mặc dù thuật ngữ này đã tồn tại trước đây nhưng AirOne là hãng hàng không đầu tiên mọc lên và hoạt động đầy đủ. Những người ủng hộ nói rằng nó có thể đóng vai trò như một bản thiết kế cho các máy bay vận tải cao trong tương lai nếu công nghệ này thực sự thành công. Taxi bay hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần sự chấp thuận của chính phủ trước khi tiếp nhận hành khách. Tuy nhiên, khái niệm này có thể gần với thực tế hơn bạn nghĩ. Chiếc Superno của Hyundai, một dòng xe bay chạy bằng điện đã được lên kế hoạch cất cánh vào năm 2028. Những thông tin trước thêm diễn ra Met Gala giả tiệc thời trang lớn nhất trong năm. Sau nhiều lần bị hoãn vì đại dịch, Met Gala 2022 một lần nữa sẽ diễn ra vào thứ hai đầu tiên của tháng 5. Sau đây là một số thông tin về đêm tiệc thời trang trọng đại này. Met Gala diễn ra ở đâu? Buổi dạ tiệc sẽ diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York với mục đích gây quỹ cho viện trang phục của bảo tàng. Chủ đề năm nay là gì? Chủ đề của Met Gala năm 2022 là In America, an Anthology of Fashion, tạm dịch là tuyển tập thời trang Hoa Kỳ. Đây là phần tiếp nối cho chủ đề của năm ngoái, In America, a Lexicon of Fashion, từ vận thời trang Hoa Kỳ. Quy tắc trang phục đối với những người tham dự là cà vạt trắng và những loại trang phục có ánh hào quang mạ vàng. Clyde Glamour Đề cập đến nước Mỹ cuối những năm 1800, được dẫn đầu bởi công nghệ hóa và đổi mới. Làm cách nào để theo dõi Met Gala năm nay? Buổi phát trực tiếp Met Gala chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ tối theo giờ ET và sẽ được phát trên các nền tảng kỹ thuật số của Vogue, cũng như trên Instagram, Facebook và Twitter. E! News cũng sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của họ, và sự kiện thảm đỏ sẽ được phát sóng trên Live From E! bắt đầu lúc 6 giờ chiều theo giờ ET. Những người nổi tiếng đồng dẫn chương trình của năm nay bao gồm tài tử Ryan Reynolds cùng vợ Black Lively, đạo diễn kim diễn viên Regina King, và đạo diễn kim nhà diễn kịch Lin Manuel Miranda, nhà thiết kế thời trang Tom Ford, giám đốc Instagram Adam Mosseri và tổng biên tập viên Anna Wintour của tạp chí Vogue sẽ tiếp tục vai trò đồng chủ tịch danh dự của Met Gala năm 2022. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Xin chúc các bạn sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.